chương 7 máu bùn và những tiếng thì thầm mấy ngày sau đó harry đã phải tốn phần lớn thì giờ để lẩn tránh thầy kha mỗi khi bắt gặp thầy xuất hiện ở hành lang nhưng tránh được colin creevy còn khó hơn nữa thằng nhóc đó hình như thuộc lòng cả thời khóa biểu của harry có vẻ như không có gì làm cho thằng nhóc đó khoái hơn chuyện hỏi sáu bảy lần một ngày cái câu anh Harry khỏe không? Để được nghe lại câu Harry nói, chào Colin, bất kể giọng của Harry đau khổ như thế nào. Con cú hết quyết vẫn còn giận Harry về cuộc du hành bằng xe hơi đầy tai họa. Cây đũa phép của Ron thì vẫn lên cơn bất tử. Sáng hôm thứ sáu đã tự động bắn giọt ra khỏi tay Ron trong giờ học bùa chú và ghim đúng giữa hai đầu chân mày của giáo sư Flitwick gây ra một nhọt ung mũ phập phồng ngay tại chỗ. Bị hết chuyện này tới chuyện kia, cho nên Harry mừng hết sức khi tới ngày nghỉ cuối tuần. Nó, Ron và Hermione dự định đến thăm lão Hagrid vào sáng thứ bảy. Nhưng mà buổi sáng đó, trong lúc còn có thể ngủ ngon lành thêm nhiều tiếng đồng hồ nữa, thì nó bị Oliver Wood đánh thức dậy. Wood là đội trưởng đội Quidditch của nhà Gryffindor. Harry vẫn còn ngái ngủ. Chuyện gì vậy? Quýt dục. Đi tập quýt đít, mau lên. Harry liếc ra cửa sổ, một làn sương mỏng còn văng ngang bầu trời đang ửng ánh vàng. Bây giờ thức giấc rồi, Harry không hiểu làm sao lúc nãy mình có thể ngủ được trong sự quyên náo chí choa chí choét của lũ chim chóc ngoài kia. Harry rên rỉ. Anh Oliver, mới rạng sáng mà. Đúng vậy. Wood nói, anh chàng này là một học sinh năm thứ sáu to cao, lúc này đang bừng bừng nhiệt huyết đến nỗi mắt lóe hào quang. Wood hớn hở nói, đây là một phần trong chương trình luyện tập mới của tụi mình. Vậy đi, lấy chổi đi với anh. Vẫn chưa có đội nào bắt đầu luyện tập. Chúng ta sẽ khai trương mùa luyện tập năm nay. Harry ngáp dài và khẽ rùng mình. Nó lồm cồm bò ra khỏi giường, mò mẫm tìm bộ quần áo chơi quýt đích. Wood nói, hay lắm, hẹn gặp em ở sân bóng trong 15 phút nữa nha. Khi đã tìm ra bộ đồ mặt chơi quyết đít màu tía và trùm thêm tấm áo choàng cho ấm, Harry viết nguệch ngoạc một bức thư ngắn, giải thích cho Ron biết nó đi đâu. Rồi nó đi xuống cái cầu thang xoắn ốc, vào phòng sinh hoạt chung, với cây chổi Nimbus 2000 vác trên vai. Nó vừa mới đi tới cái lỗ chân dung bà béo, thì nghe có tiếng lách cách phía sau, và nhìn thấy Colin đang lao nhanh xuống cầu thang xoắn cái máy chụp hình đung đưa như điên dưới cổ còn tay thì đang nắm chặt cái gì đó anh harry em nghe có ai đó kêu tên anh trên cầu thang anh coi em có cái gì nè em đã rửa ảnh xong em muốn cho anh coi harry điếng người nhìn sững tấm hình mà colin chìa ra ngay dưới mũi nó một ông lóc ca đen trắng di động được đang kéo một cánh tay mà harry nhận ra là tay của nó nó hài lòng thấy là hình ảnh của nó đang ra sức kháng cự, không chịu bị lôi kéo vô khung hình. Như nó nhìn thấy trong tấm ảnh thì thầy Locke chịu thua, mất cả hứng và thở phì phò vào cái biên trắng bốc của tấm ảnh. Colin sốt sắng hỏi: "Anh ký tên vô nha?" "Không." Harry nói dứt khoát, mắt đảo quanh phòng để yên chí là trong phòng không có ai. Anh rất tiếc Colin à, nhưng mà anh đang dội luyện tập khuyết đích Harry trèo qua cái lỗ chân dung bà béo. Colin trường luôn qua cái lỗ theo Harry. Ô hay quá, chờ em với. Từ trước giờ, em chưa từng xem qua trận quyết đích nào. Chán phèo à. Harry nói nhanh, nhưng Colin chẳng thèm nghe nó. Mặt thằng nhóc bừng lên vẻ phấn khích. Anh là tầm thủ đội tuyển nhà trẻ nhất trong vòng một năm nay, phải không anh Harry? Phải không anh? Thằng nhóc Colin lẻo đẻo theo Harry và lãi nhãi nói. Chắc là anh xuất sắc lắm, em chưa bao giờ bay có dễ không anh có phải cây chổi đó của anh không có phải nó là cây chổi xịn nhất không harry không biết làm sao thoát được thằng nhóc con ấy nó thấy đau khổ như người phải mang một cái bóng lắm mồm cô linh cứ nói không ngừng để thở em chẳng hiểu gì về môn khuất đích hết có đúng là có bốn trái banh không có đúng là có hai trái banh chuyên đấm ngã cầu thủ ra khỏi chổi không harry đành phải giải thích luật lệ phức tạp của môn khuất đích nói một cách nặng nhọc. Phải, hai trái banh đó kêu là Blutcher. Có hai tấn thủ trong mỗi đội cầm gậy đánh đuổi mấy trái Blutcher ra khỏi sân của đội mình. Hai anh Fred và George là tấn thủ của đội nhà Gryffindor. Còn mấy trái banh khác dùng để làm gì? Colin vừa hỏi, vừa đi gấp lên mấy bước, vì lúc nãy cứ há hốc mồm mà ngó Harry trân trân. À, trái Quaffle, trái banh đỏ lớn nhất đấy là trái banh dùng để ghi bàn thắng. Ba truy thủ của mỗi đội truyền khoa flow cho nhau và tìm cách thảy nó vào những cột gôn vào cuối mỗi đợt truyền banh. Mỗi đầu sân có ba cột gôn mang ba cái vòng. Còn trái banh thứ tư là trái snip vàng. Nó rất nhỏ, rất nhanh và rất khó bắt. Nhưng đó là công việc mà tầm thủ phải làm bởi vì một trận khuyết đích không thể nào kết thúc nếu không ai bắt được trái banh snip. Bất cứ tầm thủ của đội nào mà bắt được trái snitch thì giành được 150 điểm cho đội của mình. Colin hỏi với vẻ kính trọng, và anh là tầm thủ của đội Gryffindor phải không? Hai người đã ra khỏi lâu đài và bắt đầu băng qua bãi cỏ đẫm sương đêm. Harry nói, phải, và có một thủ quân nữa, ảnh bảo vệ các cuộc gôn. Ừ, vậy đó. Nhưng Colin vẫn không chịu ngừng hỏi Harry suốt con đường đổ dốc qua những bãi cỏ đến sân Quidditch. Harry chỉ đẩy được thằng nhóc ra khi nó vào phòng thay đồ. Colin gọi giói theo sau Harry bằng một giọng déo giòn như sáu thổi. Em đi kiếm một chỗ ngồi tốt nha anh Harry. Thế là thằng nhóc nhanh nhẩu trèo lên kháng đài. Những người khác trong đội Gryffindor đã có mặt trong phòng thay đồ. Wood là người duy nhất trông có vẻ hoàn toàn tỉnh táo. Fred và George mắt còn hiếp, tóc rối bù, đang ngồi lừ thừ bên cạnh Alicia Spinett cô học sinh năm thứ tư này dường như đang gật gù với bức tường sau lưng. Hai truy thủ khác là Katie Bell và Angelina Johnson đang ngồi đối diện họ, ngáp dài ngáp vắng. Wood luyến thoáng nói, Kìa Harry, sao em tới trễ vậy? Nào, anh có vài lời vắng tắt với tất cả các em trước khi chúng ta ra sân luyện tập, bởi vì anh đã dành cả mùa hè để lập ra cả một chương trình luyện tập mới. Cái chương trình này anh thực sự tin là sẽ làm thay đổi tất cả. Wood đang cầm một quả đồ sơn bóng khuyết đích. Trong đó anh vẽ vô số đường ngang đường dọc và những mũi tên bằng đủ màu mực khác nhau. Wood rút cây đũa phép của mình ra, gõ vào tấm quả đồ. Những mũi tên bắt đầu bò ngoan ngoèo khắp quả đồ như những con sâu. Khi Wood bắt đầu bài thuyết trình về chiến thuật mới của mình thì cái đầu của Fred gục sang phải tựa lên vai của Alicia và bắt đầu ngáy. Wood mất gần 20 phút để giải thích tấm quả đồ thứ nhất Vừa xong tấm đó lại xuất hiện tấm thứ hai và dưới tấm thứ hai đó còn tấm thứ ba nữa. Harry đắm mình trong trạng thái giật giờ trong khi Wood cứ đều đều nói miết. Cuối... cuối... cuối cùng... Wood kết thúc bằng hai tiếng. Vậy đó, Harry bị lôi ra khỏi cơn mơ đầy luyến tiếc với bao nhiêu là món ăn nó sắp được thưởng thức tới nơi ở bàn điểm tâm trong lâu đài. Rõ cả chứ, có thắc mắc gì không? George giật mình thức giấc hỏi. Em có một câu hỏi, anh Oliver à, tại sao anh không nói với tụi em tất cả những chuyện này vào ngày hôm qua, lúc tụi em còn tỉnh táo? Wood không hài lòng chút nào, anh quắt mắt nhìn cả đám, nói. Nè, cả đám nghe đây, lẽ ra chúng ta đã giành được cúp quyết năm ngoái, chúng ta dễ dàng trở thành đội chơi hay nhất, nhưng không may do những tình huống vượt ngoài tầm tay của chúng ta. Harry loay quay trên ghế khổ sở vì mặc cảm tội lỗi. Nó đã nằm bất tỉnh trong bệnh thất trong lúc diễn ra trận chung kết quyết định của niên học trước. Nghĩa là vắng Harry, đội Gryffindor thiếu mất một cầu thủ và đã chơi một trận thua xiển liễn, tệ nhất trong 300 năm nay. Wood ngừng mấy giây để lấy lại bình tĩnh. Trận thua cuối cùng đó rõ ràng là vẫn còn dằn vặt anh. Thành ra năm nay chúng ta phải luyện tập chuyên cần hơn bao giờ hết. Được rồi, chúng ta hãy ra sân và thực hành các lý thuyết mới. Wood la to, nắm lấy cán chổi của mình, mở đường ra khỏi phòng thay đồ. Theo sau là các cầu thủ trong đội, người nào người nấy chân cẳng còn cứng đơ, miệng ngáp đến sái quai hàm. Nãy giờ cả đội đã ở trong phòng lâu đến nỗi mặt trời bây giờ đã lên cao, mặc dù vẫn còn chút sương giá loáng thoáng trên mặt cỏ trong sân vận động. Khi Harry bước vào sân, nó nhìn thấy Ron và Hermione ngồi bên cạnh nhau trên khán đài. Ron ngờ giật hỏi. Các bạn tập xong rồi hả? Còn chưa bắt đầu nữa là... Harry đáp, nhìn một cách đầy ganh tị mấy miếng bánh mì nướng trét mức mà Ron và Hermione đã mang ra từ đại sảnh đường. Nó nói, nãy giờ anh Wood chỉ mới dạy xong chiến thuật mới của ảnh. Nó trèo lên cán chổi, đập mạnh xuống đất một cái, phóng vút lên không trung. Không khí ban mai mát mẻ vuốt qua mặt nó, làm nó tỉnh nhanh hơn bài diễn văn dài thượt của Wood được trở lại sân quýt đít thật là tuyệt vời. Nó xả hết tốc lực bay vòng quanh sân vận động, đùa với Fred và George. khi chúng vòng qua một góc sân vận động, Fred kêu lên: tiếng gì tách tách nghe mất cười quá vậy. Harry ngó xuống khán đài, thằng nhóc Colin đang ngồi trên một trong những băng ghế cao nhất, máy chụp hình dơ cao chụp hết tấm hình này đến tấm hình khác. cái tiếng bấm máy tách tách được khuếch đại một cách lạ lùng trong sân vận động vắng vẻ mênh mông. Thằng nhóc kêu thè thé. Nhìn đây nè anh Harry, nhìn đây. Fred hỏi, ai đó? Harry nói dối, chẳng biết. Nó tăng tốc độ để giọt càng xa Colin càng tốt. Wood mặt mày nghiêm nghị lướt trong không trung hướng về phía bọn chúng. Anh hỏi, có chuyện gì đó? Tại sao thằng nhóc năm thứ nhất đó chụp hình? Anh không ưa chút nào hết. Nó có thể là một tên gián điệp nhà Slytherin mưu toan khám phá chương trình huấn luyện mới của chúng ta. Harry vội nói, nó là học sinh nhà Gryffindor. George nói thêm, và tụi Slytherin không cần gài gián điệp ở đây anh Oliver à? Wood bực bội hỏi lại, dựa vào đâu mà em nói chắc vậy? Bởi vì đích thân chúng đã đến đây rồi. George nói và chỉ cho Wood thấy, nhiều người mặc áo trùng xanh lá cây đang đi vào sân vận động, chổi cầm tay. Wood tức giận rít lên. Không thể nào tin được Mình đã đăng ký sân vận động vào ngày hôm nay rồi mà Chúng ta phải làm cho ra lẽ chuyện này mới được Wood lao xuống mặt đất Trong cơn tức giận Nên đáp xuống có hơi mạnh hơn dự định Khiến cho anh lão đảo một chút Khi trèo xuống khỏi cây chổi Harry, Fred và George theo sau Wood hét vào mặt đội trưởng đội Slytherin Blink Đây là giờ tụi này luyện tập Tụi này đã chuẩn bị đặc biệt Tụi bay đi ra khỏi đây ngay Marcus Blink to sát còn hơn cả Wood với một cái nhìn xảo quyệt của quỷ dữ trên gương mặt hắn đáp thiếu gì chỗ cho tất cả chúng ta hảo Wood angelina alicia và cathy cũng đã kéo đến bên đội slytherin không có đứa con gái nào cả bọn chúng đứng kề vai nhau mặt đối mặt với đội gryffindor thách thức wood khạc ra sự tức giận một cách quyết liệt nhưng tao đã đăng ký sân tập tao đã đăng ký trước Finn nói À, nhưng tao cũng có một giấy phép đặc biệt do giáo sư Snape ký đây. Tôi, giáo sư Snape, cho phép đội Slytherin luyện tập ở sân Quidditch hôm nay vì cần huấn luyện tầm thủ mới của đội. Wood bị phân tán hỏi ngay. Tụi bay có tầm thủ mới hả? Đâu? Từ đằng sau, sáu cầu thủ dạm dở đang đứng trước mặt Wood xuất hiện một cầu thủ thứ bảy, nhỏ con hơn, nụ cười khinh khỉnh trên gương mặt nhợt nhạt nhọn quắc. Đó chính là Draco Malfoy. Fred ngó Malfoy không ưa chút nào. Mày là con trai của Lucius Malfoy hả? Mày dám nhắc đến ông Lucius Malfoy thì hay thật. Fred nói trong khi cả đội của hắn nhe răng cười toét. Để tao cho tụi bay coi món quà hào phóng mà ông đã tặng cho đội Slytherin. Tất cả bảy cầu thủ của đội Slytherin đồng loạt giơ cao cây chổi của chúng bảy cán chổi hàng hiệu mới toanh cực kỳ bóng loáng và bảy bộ chữ bằng vàng xịn ráp thành nhãn hiệu Nimbus 2001 sáng lấp lánh dưới ánh nắng ban mai trước mũi bọn Gryffindor. Mô đen tối tân nhất, chỉ mới ra lò tháng trước. Finn nói với vẻ hững hờ, tay phủi một hạt bụi ở đuôi cắn chổi của hắn. Tao tin là nó bỏ xa lắc loại 2000 cũ hơn đủ điều. Còn như mấy cây clean sweep của mềm thì chỉ đáng đem quét dáng. Nó nhe răng cười độc địa với Fred và George. Cả hai đứa đều đang nắm chặt cắn chổi clean sweep 5. Trong một lúc không ai trong đội Gryffindor nói được lời nào, nụ cười tự mãn trên Manfoy toét rộng tới mang tay khiến cho đôi mắt lạnh lùng của nó chỉ còn là hai cái khe tì hí. Flynn lại nói, Chà, coi kìa, một cuộc lấn sân. Ron và Hemion đang băng qua bãi cỏ để coi chuyện gì đang xảy ra. Ron hỏi Harry, chuyện gì vậy, sao bộ không tập nữa? Mà nó làm gì ở đây vậy? Ron đang ngó Malfoy trong bộ áo trùng của đội Slytherin. Malfoy nói với giọng chảnh chọe, Tao là tầm thủ mới của đội Slytherin, Weasley à. Mọi người đang ngưỡng mộ mấy cây chổi mới mà ba tao vừa tặng cho đội. Ron trợn mắt há to mồm mà ngó trân trân bảy cây chổi siêu mới trước mặt nó. Mành nói êm ái. Đẹp quá hen, nhưng có lẽ đội Gryffindor cũng có thể quyên một ít vàng để đổi chổi luôn. Tụi bay nên bán tống bán tháo đám chổi Green năm đó cho rồi. Tao cá chuyện bảo tàng sẽ mua chúng. Đám cầu thủ Slytherin phá ra cười hô hố. Hemio nói giọng sắc sảo. Ít nhất thì không ai trong đội Gryffindor phải mua cái vị trí của mình. Họ được tuyển vào đội chỉ bằng tài năng thuần túy. Cái vẻ chảnh chọe trên mặt Manfoy chập chờn như ngọn nến trước gió, nó khạc ra. Ai hỏi tới mày? Con nhỏ đanh mút lút bẩn thiểu. Harry biết ngay lập tức là Manfoy vừa nói một điều hết sức tồi tệ, bởi vì lời nó vừa dứt là dậy lên tức thì tiếng gầm phẫn nộ. Flynn phải xông ra chắn trước mặt Manfoy để ngăn phép và trót nhảy sổ vào nó, Alicia thét lên. Sao mày dám hả? Còn Ron thì thò tay vô áo chùng của nó rút ra cây đũa phép. Nó gào lên. Mày phải trả giá cho điều đó, Manfoy. Nó tức giận chĩa đầu đũa vào mặt Manfoy đang nấp dưới cánh tay Flynn. Một tiếng nổ vang dội khắp sân vận động và một tia sáng xanh xẹt ra từ chuôi đũa của Ron giọt lên trúng ngay bụng nó làm nó bật ngã ra sau lăn cù trên cỏ. Hemion thét lên. Ron, Ron, bạn có sao không? Ron há miệng ra định nói, nhưng không thốt được thành lời. Thay vì lời nói thì nó ở một cái dễ sợ và một con ốc sên văng ra khỏi miệng, rơi luôn xuống đùi. Bọn Slytherin phá lên cười đến đờ cả người. Flynn cười đến gặp đôi người lại, phải bám vào cây chổi mới toanh của nó mới đứng nổi. Malfoy thì cười đến bò lăn bò càng, nắm tay đấm xuống đất lia lịa. Cả đội Gryffindor dây quanh Ron, nó vẫn cứ tiếp tục phun ra mấy con ốc sên bự. Không ai có vẻ muốn đụng vào nó. Harry nói với Hermione. Tụi mình đem bằng ấy đến nhà bác Harry đi, nhà bác ấy gần đây nhất. Hermione dũng cảm gật đầu, rồi hai đứa đỡ hai cánh tay Ron kéo lên. Thằng nhóc Colin đã từ trên khán đài chạy xuống, bây giờ chạy loan quăng bên cạnh Harry và Hermione khi hai đứa dìu Ron ra khỏi sân banh. Có chuyện gì vậy anh Harry? Chuyện gì vậy? Anh Ron bị bệnh hả? Anh chữa trị cho ảnh có được không? Ron lại bụng miệng và một con ốc sên nữa lại nhảy ra. Ôi anh Harry, anh giữ cho ảnh yên được không? Thằng nhóc bị mê hoặc bởi cảnh tượng đó, giờ mấy chụp hình lên bấm. Harry nổi giận quát. Đi chỗ khác chơi Colin. Nó và Hermione đỡ Ron ra khỏi sân vận động, băng qua sân chơi tiến về phía bìa rừng. Khi căn chòi của lão Herit hiện ra trong tầm mắt, Hemion bảo, Gần tới rồi Ron, chút xíu nữa là bồ sẽ khỏe thôi, gần tới rồi. Chúng chỉ còn 6-7 thước nữa là tới được nhà lão Herit, thì cánh cửa căn chòi mở ra. Nhưng không phải lão Herit bước ra. Chính là Ginderoy Lockhart, mặc tấm áo trùng màu hoa cà nhạt nhất hôm nay đang sải những bước dài đi ra. Harry vội suyệt mấy bạn. Lẹ lên, trốn vô đây. Nó kéo Ron ra sau một bụi cây gần đó, Hemion đành phải trốn theo, vẻ bất đắc dĩ. Thầy Lockhart đang nói to với lão Heckrit. "Chỉ là vấn đề đơn giản thôi, nếu bác biết bác đang làm gì, khi nào bác cần tôi giúp, bác biết tìm tôi ở đâu mà. Tôi sẽ cho bác mượn cuốn sách của tôi. Tôi thật là ngạc nhiên thấy bác không có một cuốn nào. Tôi sẽ ký tặng một cuốn vào tối nay và gửi cho bác." Thôi, chào nha. Nói rồi thầy Lokha sải bước về phía lâu đài. Harry đợi đến khi thầy Lokha đi khuất mắt mới kéo Ron ra khỏi bụi cây và đi tới cửa nhà lão Hagrid. Chúng khẩn cấp đập cửa. Lão Hagrid xuất hiện tức thì vẻ mặt cáu kỉnh hết sức. Nhưng khi nhận ra khách là ai mặt lão liền sáng rỡ lên ngay. Đang thắc mắc không biết chừng nào tụi bay mới đến chơi. Vô đi vô đi cứ tưởng là giáo sư Lockhart quay trở lại. Harry và Hermione đỡ Ron qua ngưỡng cửa vào căn tròi một gian của lão Hagrid. Bên trong có một cái giường khổng lồ chiếm một góc, còn góc kia là bếp lửa ấm áp đang cháy bập bùng, củi nỏ reo lép bép. Vừa đỡ Ron ngồi xuống một cái ghế, Harry vừa giải thích sự cố bọn chúng gặp phải. Nhưng trong lão Hagrid không có vẻ gì lo lắng về cái tai họa ói đa sên của Ron. Lão đặt một cái chậu đồng to trước mặt Ron Để hứng ốc sên Vui vẻ nói Ói ra thì tốt hơn nuốt vô Cho chúng ra hết đi Ron Hermione nhìn Ron công người ói vô cái chậu Lo lắng nói Mình thấy không thể làm gì khác hơn Là chờ cho tới lúc ói hết ra Lời nguyện độc đó đã linh nghiệm đúng lúc nhất Nhưng nhẹ đâu cây đũa phép gãy Lão Rít lăn xăng trong tròi pha trà đãi khách con chó săn to đùng của lão là con Phan Lại nhỏ dãi cùng người Henry Vừa gãy tay Phan, Henry vừa hỏi Thầy Lót Kha muốn gì ở bác vậy? Lão Henry lầu bầu Khuyên bảo bác về chuyện trục xuất hà bá ra khỏi giếng Lão dọn con gà trống bị giặt lông một nửa ra khỏi cái bàn mòn dẹt Để đặt lên đó một ấm trà rồi nói tiếp Làm như bác không biết lại còn nổ về một mụ thần báo tử nào đó mà ông đã trục xuất. Nếu bà mới chuyện đó mà đúng tới một chữ thì bác nuốt trọn cái ấm này. Harry nhìn lão Harry ngạc nhiên vì trước đây lão chưa bao giờ chỉ trích một giáo sư nào của trường Hogwarts. Tuy nhiên Hemio nói hơi cao giọng hơn thường ngày. Cháu thấy bác hơi thiếu công bằng. Chắc chắn giáo sư Dumbledore chọn thầy Lockhart vì nghĩ thầy là người phù hợp nhất với chức vụ Chứ không phải ổng là người duy nhất nhận công việc đó hả? Lão Harris bày ra một dĩa kẹo mật trong khi Ron vẫn đang khạc nhổ ẩm ỉ vô trong cái chậu. Và bác nói là người duy nhất rất khó mà tìm được người nào chịu lãnh môn nghệ thuật hắc ám. Người ta không thích dây dưa với cái thứ đó các cháu hiểu không? Người ta bắt đầu tin là cái môn đó hãm tài suối quậy lắm. Cho đến nay chưa có ai làm được công việc đó lâu hết. Bây giờ kể cho bác nghe coi. Lão hất đầu về phía Ron hỏi Mà lúc nãy nó định nguyền rủa ai vậy? Manfoy chữa Hemion bằng một tiếng gì đó chắc là tồi lắm vì ai nghe cũng phát điên lên. Ron ngóc đầu lên khỏi mặt bàn, mặt mày xanh xao yếu ớt, giọng khàn khàn. Quá tồi chứ gì nữa, Manfoy gọi Hemion là mút lút đó bác Harry. Chưa dứt câu, Ron lại thụt xuống khỏi mặt bàn vì một con ốc sên khác muốn nhảy ra lão Hagrid hết sức phẫn nộ, lão gầm ngừ với Hemion. Ai cho thằng Manfoy nói vậy chứ? Hemion đáp, nó nói vậy mà, nhưng cháu không hiểu ý nghĩa tiếng đó, dĩ nhiên là cháu có thể đoán là nó thô tục lắm. Ron lại ngóc đầu lên vừa thở vừa nói, đó là điều xúc phạm nhất mà thằng ấy có thể nghĩ ra. Mút lút là máu bùng, tiếng miệt thị để gọi một người do vô sinh ra, tức là người có cha mẹ không phải là phù thủy, có những phù thủy như gia đình man chẳng hạn, cứ cho là mình cao quý hơn thiên hạ bởi vì cái mà họ gọi là quyết thống thuần chủng. rồi ở một cái nhỏ phun ra một con ốc sên con vô lòng bàn tay đang xòe ra, nó quăng con sên vô chậu rồi nói tiếp, tôi muốn nói tất cả chúng ta đều biết quyết thống không cứ phải đặt quyền cho ai hết, coi bạn neville kìa. Bạn ấy mang dòng máu phù thủy thuần túy đó, vậy mà dựng một cái giạc cũng dựng không xong nữa là. Lão Herrit bổ sung với vẻ tự hào. Và những kẻ thuần chủng đó cũng đâu có chế được lời nguyền nào mà Hemion của chúng ta không làm được đâu. Câu nói của lão làm cho mặt Hemion ửng đỏ như gất chín. Ron vừa đưa bàn tay run run lau mồ hôi trán vừa nói: "Miệt thị người ta như vậy, thật sự là xấu xa." Máu bùng tức là máu thường, không phải máu quý tộc phù thủy, thiệt là khôi hài, giả lại phần lớn phù thủy ngày nay đều lai, nếu chúng ta không kết hôn với Mugo thì chúng ta đã tuyệt chủng rồi." Rồi lại thụp đầu xuống khỏi mặt bàn, lão Hedric bèn nói to. "Được, bác không rầy cháu về chuyện cháu muốn nguyên rủa thằng đó đâu Ron, nhưng cũng may là cây đũa phép của cháu lại chĩa ngược vô cháu, chứ nếu cháu mà rủa trúng thằng Malfoy thì thế nào Lucius Malfoy cũng hầm hè vô trường kiếm chuyện. Ít ra như thế này thì cháu còn đỡ phải gặp rắc rối với lão ta. Harry muốn nói là rắc rối gì cũng không thể tệ hơn chuyện ốc sên cứ từ miệng mình nhảy ra miết. Nhưng nó không thể nào há miệng nói được. Viên kẹo mật của lão Harry để làm hai hàm răng của nó dính chặt nhau. Ờ, Harry. Lão Harry đột ngột kêu lên như thể vừa chợt nhớ ra điều gì. À, có chuyện cần phải làm minh bạch với con đây. Nghe nói con đang phân phát ảnh có chữ ký hả? Vậy sao bác không được phát tấm nào hết vậy? Harry tức giận dẫn muốn trẻo quay hàm cho hai hàm răng tách ra. Nó nóng nảy nói. Con không hề tặng ảnh ký tên gì hết. Nếu mà thầy Lockha cứ loan truyền. Nhưng lão Harry đã phá ra cười. Bác chỉ đùa thôi mà. Lão vỗ lưng Harry một cách thân tình nhưng làm cho nó suýt đập mặt xuống bàn. Bác biết con không hề làm chuyện đó. Bác nói với thầy Lọt Kha là con không cần làm vậy. Con không cần cố gắng cũng đã nổi tiếng hơn ông ta nhiều rồi. Harry đã ngồi thẳng lên, xoa xoa cái cầm. Dám chắc thầy không thích nghe vậy đâu. Lão Harry nháy mắt. Bác biết chắc ổng cũng không thích. Và rồi bác nói với ổng là bác chưa hề đọc cuốn sách nào của ổng. Thế là ổng quyết định đi về ăn kẹo mật không ron lão hỏi ron khi thấy đầu nó nhô lên trên mặt bàn ron nói dạ không cảm ơn bác cháu không dám liều mạng khi hermione và harry uống xong tách trà lão harry nói các cháu tới coi bác trồng được cái gì nè trong mảnh giường rau nhỏ sau căn chòi của lão harry có chừng một tá bí rợ bự chảng mà harry chưa từng thấy bao giờ trái nào trái nấy đều có kích thước của một tảng đá lớn. Lão Hagrid phấn khởi nói, Đám bí khá quá ha, để dành cho bữa tiệc đêm hội ma đó, tới lúc ấy chắc chúng vừa kịp lớn. Harry hỏi, Bác bón phân gì mà chúng lớn dữ vậy? Lão Hagrid ngoảnh nhìn qua vai để coi có ai khác không. À, bác cho chúng một ít, các cháu biết mà, một ít gọi là trợ giúp thôi. Harry để ý thấy cây dù hồng có bông của lão Helric dựng ở vách tròi. Từ trước Harry vốn đã có lý do để tin là cây dù ấy không phải là cây dù tầm thường như cái vẻ ngoài của nó. Thật tình thì Harry đã có một ấn tượng mạnh mẽ là cây đũa phép thời lão Harry còn đi học nay được giấu trong cây dù đó. Lão Helric không được phép xài pháp thuật. Lão đã bị đuổi khỏi trường Hogwarts Hồi mới học tới năm thứ ba Nhưng Harry không bao giờ biết được tại sao Cứ nhắc tới chuyện đó Là lão Harry đằng hắn ầm ý Và tai lão bỗng nhiên điếc một cách bí ẩn Cho đến khi đổi đề tài trò chuyện Hemion nửa không tán thành Nửa lại thích thú nhận xét Cháu đoán là bác dùng bùa bón thuốc phải không bác Bác làm hay lắm Lão Hagrid gật đầu với Ron Em gái cháu cũng nói với bác như vậy mới gặp cô bé hôm qua. Lão liếc Harry một cái, bộ râu dĩ đại khẽ giật giật. Cô bé nói chỉ đi dơ dẫn quanh sân chơi thôi, nhưng mà bác đoán là cô bé hy vọng sẽ tình cờ gặp ai đó ở nhà bác. Lão lại nháy mắt với Harry. Nếu còn hỏi ý kiến bác, thì bác nói chắc là cô bé không từ chối một tấm ảnh có chữ ký. Ôi, bác đừng nói nữa mà ron không kèm được một tràng cười ha hả bật ra khiến cho mấy con ốc sên văng xuống đất lão harry vội gầm lên coi chừng rồi lão vội tung lấy ron lôi ra khỏi đám bí rợ quý báu của mình lúc ấy đã gần đến giờ ăn trưa mà harry từ sáng đến giờ chỉ mới có mấy viên kẹo mật cho vô bụng nên nó rất hăm hở trở vô trường để chén cho đã chúng bèn chào bác harry rồi đi về lâu đài ron vẫn thỉnh thoảng ho khạc nhưng chỉ còn văng ra hai con ốc sên nhỏ xíu nữa mà thôi. Khi chúng vừa đặt chân lên tiền sảnh mắt lạnh thì một giọng nói vang lên. Các trò đây rồi, Porter và Weasley. Các trò sẽ thi hành lệnh phạt cấm túc vào tối nay. Đó là giáo sư McGonagall. Cô đang đi về phía chúng nó, nét mặt nghiêm trang. Ron cố nén một tiếng ợ, hỏi. Tụi cô, tụi con sẽ phải làm gì? Giáo sư McGonagall nói, trò sẽ đánh bóng đồ bằng bạc trong phòng truyền thống với thầy Frick và chớ có dùng pháp thuật đó, Weasley, chỉ dùng tay thôi. Ron cố nén nỗi đau khổ, thầy giám thị August Frick là người bị mọi đứa học trò ghét nhất trường. Giáo sư McGonagall nói tiếp với Harry, còn trò Potter, trò sẽ giúp giáo sư Lockhart trả lời thư của người ái mộ. Harry tha thiết khẩn này, Ôi thưa cô, xin cô cho con vô làm trong phòng truyền thống đi cô." Giáo sư McGonagall nhướng cao cặp chân mày, nhất định không được. Giáo sư Lockhart đặc biệt yêu cầu trò đến làm với ông ấy. Cả hai trò nhớ đó, đúng 8 giờ tối bắt đầu. Harry và Ron ủ rũ đi lững thững vào đại sảnh đường trong trạng thái rầu rĩ chưa từng thấy. Đi đằng sau chúng là Hermione, cô bé mang một vẻ mặt cho đáng đời trò dám vi phạm nội quy. Harry ăn món bánh nướng nhồi thịt không được ngon như nó tưởng. Cả nó lẫn Ron đều cảm thấy tụi nó sẽ gặp chuyện gì đó còn tồi tệ hơn nữa. Ron ủ ê than giảng. Chắc là thầy Fix sẽ bắt mình làm việc suốt đêm mà lại không được dùng pháp thuật. Trong phòng truyền thống có đến hàng trăm cái cúp chứ ít ỏi sao? Mình đâu có rành chuyện lao chùi theo cách thức của dân Mergo. Harry thẫn thờ nói. Tôi sẵn sàng đánh đổi để làm chuyện đó bất cứ lúc nào. Hồi ở nhà dì Dượng Dursley, tôi đã từng làm cả đống công việc như vậy, chứ còn chuyện trả lời thư những người ái mộ thầy Kha. Quỷ thần ơi, ổng sẽ là cả một cơn ác mộng. Buổi chiều thứ bảy, thế là đi toan. Và lúc 8 giờ kém 5, thời gian lúc ấy dường như đứng lại, Harry lê bước dọc theo hành lang lầu 2 đến văn phòng thầy Kha. Nó cắn răng gõ cửa Cánh cửa mở ra ngay tức thì Thầy lọt tươi cười cuối nhìn nó À đây rồi thằng láo cá Vào đi Harry Vào đi Trong phòng thắp rất nhiều nến Chiếu sáng choang vô số ảnh đóng khung của thầy lọt Treo kín những bức tường Một số ảnh thậm chí đã được thầy ký tên vào Một đống lớn những tấm ảnh khác đang nằm trên bàn Thầy lọt kêu Harry Trò ghi địa chỉ lên phong bì cho ta Thầy nói với giọng như thể cho Harry làm chuyện đó là ban cả một ân huệ cho nó Thư đầu tiên gửi cho Gladys Goodgeon Phước lành cho bà ấy Một người hết sức ngưỡng mộ ta Thời gian chậm chậm bò qua Harry để mặc cho lời thầy kha trôi tuột từ tay này qua tay kia của nó Chỉ thỉnh thoảng đáp cầm chừng Dạ và dạ dân và dạ được Đôi khi nó cũng để lọt lỗ tai vài câu như Tiến tâm là một người bạn phù phiếm thay đổi xoèn xoẹt Harry à Hay người nổi tiếng thì cũng phù phiếm như tiếng tâm thôi Hãy nhớ điều đó Mấy cây đèn cày càng lúc càng lụn dần Làm cho ánh nến nhảy múa lung linh Trên những bức chân dung cử động của thầy Lothar Đang nhìn Harry Nó vẫn phải di chuyển bàn tay nhất buốt của mình Trên cái phong bì có lẽ thứ một ngàn để ghi địa chỉ của một cô veronica smedley vào đó nó khốn khổ nghĩ thầm chắc là gần tới giờ về nghỉ rồi chứ ôi lẹ lên tới giờ nghỉ mau lên bỗng nhiên nó nghe một cái gì đó một cái gì đó khác biệt hẳn tiếng xì xèo của những cây đèn cày cháy lụi và tiếng bô lô ba la của thầy lokha về những người ái mộ ông ta đó là một giọng nói một giọng nói lạnh thấu đến xương tủy, một giọng nham hiểm lạnh băng hớp hồn người. Lại đây, lại gần tao, cho tao xé xác mày, cho tao bấm dầm mày, cho tao giết mày. Harry nhảy lùi lại, khiến cho một giọt mực tím xuất hiện trên con đường trong địa chỉ của Veronica Smedley. Nó nói to, cái gì vậy? Thầy Lockhart nói, ta biết Sáu tháng liền đứng đầu danh mục sách bán chạy nhất, đúng là phá vỡ mọi kỷ lục." Harry quảng hốt nói. "Không phải, cái giọng nói kia." Thầy Lockhart nhìn nó ngờ ngợ "Sao? Cái giọng nói nào?" "Cái giọng, cái giọng đã nói là thầy không nghe sao?" Thầy Lockhart nhìn Harry với vẻ kinh ngạc hết sức. "Harry, trò đang nói về cái gì vậy? Có lẽ trò bị chóng mặt một chút chăng?" Ai chà, ngó đồng hồ coi. Chúng ta làm việc ở đây gần 4 giờ rồi. Ta không thể nào tin được. Thời gian thật như ngựa phi có đúng không? Harry không trả lời. Nó đang giọng tai để nghe lại cái giọng nói đó. Nhưng không còn âm thanh nào khác hơn tiếng thầy loa ca. Nói cho nó biết là không phải lần nào bị cấm túc cũng được sướng như lần này đâu. Harry chào thầy ra về. Cảm thấy đầu óc của mình đã mụ mẫm hết. Lúc ấy đã khuya đến nỗi phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor hầu như trống vắng. Harry đi thẳng lên phòng ngủ, Ron vẫn chưa về. Harry mặc đồ ngủ leo lên giường nằm đợi bạn. Nửa giờ sau Ron xuất hiện, vừa bước vô căn phòng tối om vừa xoa so bóp bàn tay mình, mang theo mùi si đánh bóng ngột ngạt. Nó lăn ra giường rên rỉ. Bắp tay của mình bị dọc bẻ hết rồi lão phiết ấy bắt mình đánh bóng một cái cúp khuyết tích Đến những 14 lần lão mới tạm hài lòng Rồi một trận ói ra sơn văn trúng Tùng lưng cái mề đây giải thưởng đặc biệt vì công ít nhà trường Lấy mất hàng giờ đồng hồ để mà chùi sạch vết nhờn của con sên quỷ ấy Còn bồ là mang ra sao với thầy lót ra Harry hạ thấp giọng để khỏi đánh thức Neville, Dean và Seamus. Nó kể cho Ron nghe chính xác cái giọng nói mà nó đã nghe thấy Ron hỏi. Vậy mà thầy Lotka nói ông không nghe gì hết. Nhờ ánh trăng, Harry có thể nhìn thấy vẻ mặt đâm chiêu suy nghĩ của Ron. Bồ có nghĩ là ông nói dối không? Nhưng mà mình không hiểu, ngay cả trường hợp kẻ đó tàn hình thì cũng phải mở cửa mới vào phòng được chứ. Harry nằm ngửa trên giường, ngó đâm đâm cái nóc mùng. Mình biết, mình cũng không hiểu được.